Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 11 năm 2022 âm lịch, sáu con giáp này sẽ gặp được may mắn không ai sánh bằng. Bạn sẽ nhận được âm phù dương trợ, cho nên các bạn sẽ gặp may mắn tột đỉnh, khó có ai có thể sánh kịp. Đó là các con giáp Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi. Những con giáp kể trên sẽ được bề trên ban lộc, gặp may mắn trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Từ chuyện công việc đến chuyện tiền bạc, tình cảm, ai đang nghèo khó thì cũng có người cho tiền. Ai đang thất nghiệp thì sẽ bất ngờ tìm được một công việc trong mơ. Ai chưa có người yêu thì có khả năng cao sẽ tìm được một nửa kia như ý. Các bạn hãy hoan hỉ mà nhận lộc nhé! Tuổi Mão. Tam hợp cục xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Mão cho thấy bản mệnh may mắn có quý nhân phù trợ nên mọi việc đều suôn sẻ và hanh thông. Con giáp này chỉ cần thực hiện mọi chuyện đúng như kế hoạch đã định là có thể đạt được mục tiêu của mình. Ngày này tuổi Mão trở nên hăng hái, nhiệt tình hơn hẳn, giải quyết mọi việc đâu vào đấy, thậm chí còn tốt bụng giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, bạn nên bớt bao đồng lo chuyện thiên hạ, tập trung làm tốt chuyện của mình trước đã. Đôi khi nhiệt tình quá lại làm phiền người khác. Cát khí còn che chở cho Mão ở phương diện tài chính, tài vận có chuyển biến tích cực, cả nguồn thu chính và thu phụ đều tăng nhẹ. Người làm công ăn lương, chăm chỉ và nỗ lực thì sẽ có cơ hội tăng lương, còn người kinh doanh cũng thu về nhiều lợi nhuận nhờ đầu óc tính toán tài tình của mình. Chuyện tình cảm cũng rộng mở nhờ nhân duyên tốt lành, tình yêu sẽ có cơ hội thăng hoa bất ngờ. Người độc thân không khó để tìm được mối duyên ưu ý nếu chịu hạ bớt tiêu chuẩn xuống một chút. Các cặp đôi luôn biết cách vun vén mối quan hệ nên hiếm khi xảy ra cãi vã. Tuy nhiên, vấn đề sức khỏe của Mão trong ngày này cần phải chú ý nhiều nhất. Con giáp này có dấu hiệu lao lực, dễ ốm vặt, không được điều trị dứt điểm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe về sau. Để đường công danh, tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Mão nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy Sa Cát, đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Mão để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Thìn. Xem tử vi ngày 15 tháng 11 năm 2022 âm lịch dự báo, người tuổi Thìn đón vận trình trong ngày thứ năm này khá sáng nhờ chính tài hỗ trợ. Bản mệnh tự tin thực hiện được những kế hoạch và ý tưởng độc đáo của mình, đạt được những bước tiến quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp. Thời điểm này, bạn cảm thấy rất hào hứng và tự hào khi có được thành công nhờ vào chính năng lực của mình. Chính điều đó đã tạo ra động lực vô cùng lớn để bạn thêm nỗ lực hơn. Bản thân con giáp này cũng không phải người dễ dàng hài lòng khi đạt được điều gì đó. Hôm nay cũng là ngày nhân duyên vô cùng khởi sắc, đào hoa nở rộ mang đến nhiều tin vui cho con giáp này. Tình yêu lứa đôi sớm đón nhận niềm vui, mối quan hệ giữa hai người cũng có sự tiến triển vượt bậc. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ. Ngày này được thực thần chiếu mệnh, người tuổi Ngọ đón nhận khá nhiều tin vui về việc kinh doanh. Các kế hoạch buôn bán diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Đơn hàng lưu thông trơn tru, khách hàng tấp nập đặt hàng, vì thế mà lợi nhuận trong ngày cũng tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, việc cầm trong tay một khoản tiền lớn giúp bạn chi tiêu khá rủng rỉnh, nhưng đồng thời cũng dễ phung phí quá mức cần thiết. Bạn nên có kế hoạch tài chính cụ thể để không mua sắm vô tội vạ. Ngoài những khoản tiết kiệm thì cũng nên có đầu tư vào các lĩnh vực khác để tăng thêm nguồn thu nhập cho mình. Nhờ ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên trong ngày thứ năm nở hoa phơi phới. Con giáp này có thể gặp được một nửa yêu thương mà mình mong ngóng từ lâu. Bình thường bạn không tin vào tình yêu sét đánh, thế nhưng hôm nay bạn sẽ thấy bất ngờ vì điều đó lại đến với chính mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi. Hôm nay, năng lực làm việc của tuổi Mùi được dịp phát huy triệt để, tuy nhiên có vẻ như bạn không được cẩn thận cho lắm. Có việc tưởng đã hoàn thành nhưng bỗng xảy ra sơ suất, dẫn đến phải làm lại từ đầu. Nếu không bỏ tính cẩu thả này và rèn cho mình thói quen cẩn thận hơn thì công việc khó mà thuận lợi được.
Thiên tài sẽ mang tới tin vui tài chính cho con giáp này. Nếu đang có ý tưởng kinh doanh, bạn nên bắt tay thực hiện ngay. Đây là thời điểm vô cùng thích hợp để bạn thực hiện những dự án ấp ủ còn đang dang dở. Tỷ lệ thành công không nhỏ đâu. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, nếu vẫn muốn mối quan hệ tiếp tục, bạn nên xem xét lại thái độ của mình suốt thời gian vừa qua. Dường như bản mệnh đang quá thờ ơ và vô tâm trong chuyện tình cảm. Điều này sẽ khiến đối phương tổn thương, chuyện tình yêu cũng dễ tan vỡ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân. Tuổi Thân có một ngày làm việc tập trung và đạt hiệu suất cao nhờ chính quan che chở. Công việc tiến triển ngoài sức tưởng tượng khi bạn còn nhận được những sự hỗ trợ kịp thời. Thật tuyệt khi luôn có những đồng nghiệp, bạn bè ở bên giúp đỡ cho bạn trong lúc khó khăn. Đây cũng là thời điểm bạn nên xây dựng những mối quan hệ thân thiết với mọi người xung quanh, đặc biệt là những người có thể hỗ trợ bạn biến ước mơ thành hiện thực. Hãy chủ động mở rộng vòng xã giao, tăng cường cơ hội gặp cả quý nhân nữa nhé! Thổ sinh kim cũng giúp tình cảm lứa đôi thêm thăng hoa, vợ chồng trải qua nhiều năm chung sống vẫn giữ được tình yêu như thuở ban đầu. Nhiều người nghĩ hai người phải có bí quyết gì đặc biệt lắm, nhưng thực ra sự tôn trọng và tin tưởng đã giúp hạnh phúc của bạn luôn bền vững. Để được may mắn hơn trong thời gian này, gia chủ tuổi Thân cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Hợi. Mùi Hợi bán hợp là tín hiệu tích cực trong những mong mỏi về phương diện tình cảm của tuổi Hợi. Các cặp đôi ngày càng cảm thấy hợp nhau hơn, hai bạn đều biết thông cảm và tin tưởng lẫn nhau. Nhìn chung bạn sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc đong đầy nỗi nhớ và muốn bên nhau từng giây từng phút. Người độc thân có thể sẽ được người thân, bạn bè giới thiệu gặp gỡ những người có tính cách, sở thích khá tương đồng với bản mệnh, khả năng phát triển thành tình yêu cũng cao hơn. Song con giáp này cần tỉnh táo và sáng suốt để chọn người phù hợp với mình. Chính ấn cũng giúp công việc của bạn khá trôi chảy, con giáp này có thể được cấp trên cất nhắc, khách hàng trợ giúp nên có cơ hội đạt thành tích cao, nắm giữ được vị trí quan trọng hơn. Với những người làm nghề liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu, phân tích, học thuật thì đây chính là cơ hội để bạn chứng minh năng lực của mình. Phương diện sức khỏe của Hợi nhìn chung bình ổn, ít ốm đau, bệnh tật. Dù vậy, trong ngày này, người tuổi Hợi vẫn nên chú ý khi di chuyển hay khi làm việc nặng để tránh những rủi ro không đáng có. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 11 năm 2022 âm lịch, tức thứ năm ngày 8 tháng 12 năm 2022 dương lịch, là ngày Ất Mùi tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày Ất Mùi thuộc hành kim khắc hành mộc, đặc biệt là tuổi Kỷ Hợi nhiều kim khắc mà được lợi. Ngày Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành mộc cục, xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất, Tuyệt Sửu. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão và Tân Dậu. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!